Chào con yêu nhé, hôm nay con được sinh ra. Ngày mẹ hạnh phúc khi có con ở bên đời, là bao đau đớn sẽ mất đi khi mẹ nghe tiếng khóc chào đời. Khoảnh khắc thiêng liêng ngày mẹ ba có con. Này con yêu hỡi, hôm nay ba được gặp con. Ai đó, ai đó? Là điều hạnh phúc. Điều ba mong ước trong ngóng cũng đã bao ngày. Cục cưng nhỏ bé say rất nồng, từng khoảnh khắc bên con làm ba vui sướng. Mẹ ba 9 tháng đang mang biết bao hy sinh của mẹ, luôn có ba cạnh bên sẽ chia chăm lo ngày đêm. Mất cả, mất cả, mất cả. Chỉ mong nhìn thấy chào đời, cảm ơn vì con ngày hôm nay đã đến bên mẹ ba. Dạ ta hay quá, dạ ta hay không, hay không? Ánh mắt của ba, chiếc môi bé xinh của mẹ, chứa chan biết bao niềm vui hạnh phúc. Chỉ mong nhìn thấy mẹ con khỏe mạnh xinh xắn an yên chào đời. Cảm ơn vì con ngày hôm nay đã đến bên mẹ ba. Hay quá, mày giỏi ta. Dạ ba, không biết cô chú nghe hay không chứ con là con nghe hoài luôn á, trong bụng là con nghe hoài luôn á cô chú ơi. À đúng rồi cô chú ơi, bữa nay á là ngày thứ 15 con đã gụng gúng rồi. Bà nội thì nói con gụng trễ quá à, trễ gụng gúng trễ là lì lắm, 15 ngày mới gụng là lì dữ lắm luôn. Nhưng mà bác sĩ nói đâu có sao đâu, tùy em bé mà, đúng không? Tùy em bé mà, 15 ngày vẫn còn trong quy định được mà, đúng không cô chú? Không biết sau này con có lì không, mà bà nội nói là sau này con lì dữ lắm luôn. 15 ngày mới gụng gúng là lì dữ lắm luôn. Để xem coi sao nha. Thử rồi cô chú theo dõi con, thử rồi là con có lì giống như bà nội con nói không nha. Phe với bà nội xong cái bà nội chạy. Cái gì? 15 ngày? 15 ngày mới gụng gúng? Ôi đất ơi, lì dữ đi. Con đâu có lì đâu, con ngoan muốn chết được nha. Con ngoan dữ lắm luôn. Sáng là con thức, con bú xong là con sẽ thức con chơi. Con chơi xong á là con ngủ. Con ngủ xong á là con thức con bú. Con bú xong con chơi, con chơi xong con ngủ. Tối á là con sẽ tập trung và con ngủ thôi. Con ngủ xong con ăn, con ngủ xong con ăn. Để con mau lớn á cô chú. Để con mau lớn á cô chú ơi. Cô chú thấy con giỏi không? Cô chú theo dõi bánh mì coi bánh mì có lì à. À, cô chú theo dõi bánh mì coi là bánh mì có lì hay như bà nội nói không nha. Bánh mì ngoan mà nha. Rồi, bánh mì cảm ơn cô chú đã chọn xem video của gia đình bánh mì trong hàng vạn những video ngoài kia nha. Bye bye.